Xin giới thiệu với cả những người yêu hoa hồng. Đây là giống hoa hồng nhung. Nhung quê nhá, nhung ta ngày xưa đấy. Bông rất to và đẹp. Đấy, cánh rất là đẹp và rất là thơm, hoa rất mùi rất là thơm. Đây là cái cây hoa để rất là khỏe thì mình để nhân giống thì mình chỉ nuôi để nuôi những cái cành khỏe. Nuôi những cái cành khỏe này thôi, những cái khỏe để nó ra hoa. Thế còn lại là mình tiếp tục là chiết chiết bỏ những cái cành mà già bánh tẻ để nhân giống. Đây là một cái cành bánh tẻ. Sau này mình có thể là cắt bỏ đây để nuôi cái thân gốc này cho nó khỏe. Đấy, chính vì thế cho nên mình chiết chiết bỏ cái cành này đi. Mình chiết bỏ cái cành này. Có thể tí nữa mình chiết cả bỏ cái cành này để nuôi cái thân này thôi. Đấy. Bây giờ đây là mình cái vết 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 cắt này, cái vết vết cắt để chiết đây. Đấy. Bây giờ mình xin giới thiệu với bà con là cách chiết một cái cành hồng này. Nga ơi. Để quay tiếp. Đấy, đây là cái mầm này có thể là rất là ấy, rất là khỏe. Bánh tẻ chúng ta khoanh này, khoanh một vết rõ ràng sắc nét, khoanh vết thứ hai, khoanh vết thứ hai, đấy, khoanh vết thứ hai, sau chúng ta bóc cái vỏ này ra, bóc cái lớp vỏ này ra, đấy. 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 Bóc cái bỏ cái lớp vỏ này đi. Vỏ hoa hồng thì bởi vì những cái cành già này là nó cũng hơi khó bóc. Hơi khó bóc. Chúng ta phải cố gắng bóc hết vào cái lớp vỏ vỏ xanh này. Đây, lớp vỏ xanh. Đấy. Đấy. Sau khi bóc được cái đấy rồi ta lấy ra cạo cạo thêm. Cạo thêm. Cạo làm sao để nó ở cái thân gỗ ra. Hết cái lớp vỏ đi để nó ngắt cái nguồn dẫn chất lên cây. Ngắt cái nguồn dẫn chất lên cây để cái vết cắt này nó sẽ bật rễ. Đấy. Đấy, sau khi sạch sẽ rồi. Rất là sạch. Rồi. Đấy. Chúng ta nhìn cái vết này. Đấy. Vết rất là chuẩn. À, vết này rất là chuẩn. À. Đấy, chiết hoa hồng này thì cũng rất đơn giản thôi. Đấy, đây là đất. Đất mình nhào đất. Đất này, trong đất này nó có một ít trấu. Nếu một ít phân hoa, phân gà hoai mục. Đấy, chúng ta chuẩn bị giấy bóng này. Xong là cho một ít vào đây. Đấy, cho một ít đất vào đây. Rồi.
Tiếp đến là dây để buộc. Chúng ta chuẩn bị dây buộc. Đấy. Mang sang để chiết lại. Khả năng ấy, đất này là hơi nát. Ấn quay chưa? Chúng ta tiến hành chiết. Nhất là đất hơi nát, thứ hai nữa là hơi nhiều, cái này đất hơi nát. Lưu ý này. Đó. Cho giữa, nó vào giữa cái thân này. Đó. Đấy nhỉ. Giữa cái thân xong ta tiến hành bó chặt vào. Chúng ta có thể bóp để nắn để cho nó vừa. Đấy. Xong là tiến hành lấy dây buộc. Cái hoa hồng này nó rất là dễ chiết, như thế này. Chỉ cần làm như thế này là sẽ trong vòng độ khoảng một tháng dễ là sẽ đẹp ngay. Hiện tại bây giờ lúc chiết thì có thể cái bầu này nó có quay thoải mái luôn, nhưng mà đến lúc khi nó ra rễ thì chúng ta phải hạn chế, không để nó quay. Khi nếu nó quay nó sẽ đứt rễ. Mình thì không phải là thợ cho nên là làm nó cũng không được khéo lắm. Nhưng mà biết làm này là cũng đã là một cái sự cố gắng. Đấy. Khoảng một tháng nữa cái bầu nó ra cái này nó ra rễ thì sẽ nhìn hết thấy rễ ở đây. Lúc đấy mình sẽ chụp ảnh quay và để cho các bạn xem là nó sẽ như thế nào, nó sẽ đẹp như thế nào. Đấy, đấy là xong chiết một cành. Xong mình sẽ chiết tiếp cái mắt ở dưới này. Thế xong là đây nó mật mầm đang bật này, nó sẽ được mấy cái mầm lên. Đấy, đây là giống hoa hồng quê cho nên là mình nhân được rất là nhiều. Và đây cây chính của nó đây, cây mẹ của nó này, cây mẹ đầu tiên của nó đây, dáng rất là đẹp. Đấy, gốc to chưa? Gốc to, cái gốc to bằng hẳn một con dao rồi. Đó, đây, đang lên rất nhiều mầm. Đấy, hai bông rồi. Xin cảm ơn các bạn.